Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Đào luôn sống trong tâm lý lo lắng, sợ hãi. Sự sợ hãi đó bắt nguồn từ việc gia đình em chồng của bà có nhiều người chết bất ngờ. Để rồi từ đó xuất hiện những lời đồn ma mị xung quanh những cái chết bí ẩn đó. Chúng tôi tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Đào ở xã Vũ Tây, Kiến Sương, Thái Bình. Ngôi nhà của bà Đào nằm sát vách với nhà ông Rạng. Hiện giờ cũng chỉ còn có gia đình bà sinh sống trên mảnh đất của tổ tiên để lại. Kể chuyện với phóng viên, bà Đào vẫn còn chưa hết sợ hãi. Đã hơn 10 năm nay, cuộc sống của bà vẫn bị ám ảnh về những cái chết bất đắc kỳ tử của những người em, người cháu của mình. Bà Đào nhớ lại, chuyện lạ đầu tiên xảy ra ở gia đình nhà ông Rạng, bắt đầu từ việc nhà con trai ông Rạng là Trần Văn Út. Thời điểm đó, vật nuôi trong nhà cháu Út đột nhiên chết không rõ nguyên nhân. Không chỉ nhà thằng Út mà trong đại gia đình ông Rạng, từ đó cứ nuôi con gì là một thời gian sau con vật đó lại chết. Điều mà làm nhiều người chứng kiến cảm thấy sợ hãi đó là việc có một lần đàn vịt nhà thằng Út chết mất 6 con. Tự nhiên khi vứt xuống ao được một lúc, có một con trong số đó sống lại và bơi lên bờ. Trong khi đó, 5 con còn lại đều đã chết hết. Việc này nhiều người tận mắt nhìn thấy, nhưng chẳng ai hiểu được lý do vì sao cả. Những tưởng đó là câu chuyện mà bà Đào cảm thấy khó tin. Nhưng nào ngờ đây mới chỉ là bắt đầu của một chuỗi câu chuyện kỳ lạ, khó hiểu và kéo theo đó là cả sự sợ hãi. Không chỉ bản thân bà Đào mà cả làng trên xóm dưới, khi nghe câu chuyện về gia đình ông Rạng thì mọi người đều cảm thấy kinh hãi và bất an. Theo lời kể của bà Đào thì cái chết bí ẩn đầu tiên trong gia đình ông Rạng là của anh Trần Văn Viết. Anh Viết sinh ra đã là chàng trai khỏe mạnh. Thời điểm anh Viết ra đi mãi mãi, ngôi nhà mà vợ chồng anh xây vẫn còn bỏ dở chưa xong. Hôm xảy ra sự việc, anh Viết tự dưng rú lên sợ hãi, rồi lăn đùng ra đất co giật, mắt cứ trợn lên. Tuy nhiên, khi chuyển anh Viết vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã khám chụp mà không tìm ra bệnh gì. Đến chiều về nhà, anh vẫn khỏe bình thường. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, anh Viết đang đi lại rồi mệt, đòi nằm xuống giường. Sau đó cứ liệm đi và trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của anh Viết khiến những người trong gia đình ông Rạng ai cũng ngỡ ngàng. Không ai tin nổi một người khỏe mạnh, không bệnh tật như anh Viết lại có thể ra đi như thế được. Bà Đào kể tiếp, gia đình chúng tôi vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra, thì lại đến cái chết tiếp theo là cái chết của ông Trần Văn Rạng, bố cháu Viết. Sau đó, đến hôm 100 ngày ông Rạng, đang trong lúc cúng, người thân ông Rạng lăn ra ngất xỉu, co giật. Người thì chết tại chỗ, người chết trên đường đến bệnh viện, khiến cả làng náo loạn. Trong đó, vợ ông Rạng và cháu Trần Quốc Khánh, cháu nội ông Rạng, con anh Út, đã ra đi mãi mãi. Đến lượt anh Trần Văn Út, con trai ông Rạng, trong một buổi trưa, khi đang ngồi ăn cơm trên ghế, bỗng dưng anh Út làm rơi bát, người co rúm lại, rồi ngã vật xuống đất và tắt thở. Chị Nhung, vợ anh Út, nhìn chồng ngã vật ra đất, bỗng cứng đờ người, không há nổi miệng kêu cứu. Khi xảy ra sự việc, tình cờ mấy người thân trong gia đình phát hiện và đưa chị Nhung đi bệnh viện kịp thời nên chị mới được cứu sống. Tiếp đó, người cuối cùng ra đi trong sự bất ngờ đó là bà Phạm Thị Tâm, mẹ ông Rạng, mà không rõ nguyên nhân. Bà Đào nói tiếp, nhưng theo tôi thì việc gia đình nhà ông Rạng có nhiều người chết như vậy là do bị báo oán vì phạm phải miếu cô tổ nằm trên đất của nhà cháu Út. Vì thế mới bị thần thánh bắt đi. Chứ bình thường mọi người ở cái làng này có nhà ai mà nhiều người chết bất đắc kỳ tử như vậy đâu. Đến giờ nhà ông Rạng còn 3 người con thì đều lấy chồng xa hoặc đi nơi khác sinh sống hết cả. Sự thắc mắc này không chỉ mình bà Đào đưa ra mà tất cả người dân sống gần nhà ông Rạng đều có những điều khó hiểu như vậy. Mang tâm lý lo lắng, sợ hãi suốt hơn chục năm nay, bà Đào nhiều đêm nằm ngủ mà giật mình mơ thấy những người đã khuất trong gia đình ông Rạng. Bà chỉ sợ một điều rằng gia đình nhà bà cũng là anh em trong họ với gia đình nhà ông Rạng. Cộng với việc nhà ở sát vách nên bà Đào sợ cô tổ quở trách sang cả gia đình nhà bà. Theo lời bà Đào, ngay khi việc ông Rạng ra đi thì đại gia đình nhà bà cũng đã mời rất nhiều thầy từ khắp tứ phương, nhưng mọi chuyện tang thương vẫn dồn dập đến. Thỉnh thoảng bà Đào vẫn đi làm lễ để hóa giải tận gốc những lời nguyền mà theo bà bắt nguồn từ việc ngôi miếu cô tổ bị phá. Dáng đi lật khật, anh Trần Quốc Việt, xóm 9,
vỗ tay khiến Sương Thái Bình dẫn tôi ra phía sau nhà. Phía trái ngôi nhà chính như một thế giới khác, không có dấu chân người, ẩm ướt, âm u và rậm rạp. Núp sau những tán cây bạch đàn đổ nghiêng ngả, những cây xoài um tùm, là một ngôi nhà mái bằng xây dở và một ngôi nhà cấp 4 sụp mái, tạo nên vẻ hoang tàn đổ nát. Dưới sân gạch rêu mốc trơn trượt là cây hương nhỏ lạnh lẽo khói hương, lâu lắm không ai chăm sóc. Cách bức tường gạch cạnh bờ ao trong vườn là ngôi miếu nhỏ nữa, cũng lạnh lẽo rêu mốc. Bố đẻ anh Việt là ông Trần Văn Dạng và mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Đào. Ông bà đẻ tới 8 người con, gồm 4 trai 4 gái. Người con cả Trần Văn Viết được ông bà Dạng chia cho mảnh đất trước ngôi nhà ngói ông bà ở. Vợ chồng anh Viết đã dựng một ngôi nhà, dù là cấp 4, song rộng rãi khang trang, tường bao quay kín. Sau này, khi anh Viết qua đời, cả nhà gặp họa thì ngôi nhà bỏ hoang. Nhà cửa thiếu hơi người, ẩm mốc, mối mọt. Mấy trận bão giật thổi bay mái, đổ sập, chỉ còn là dấu tích với đống đổ nát ngổn ngang. Cậu con trai thứ ba tên là Trần Văn Út, sau khi lấy vợ vài năm, sinh con đẻ cái, tích cóp được ít tiền, đã xin bố mẹ cho ra ở riêng. Đất đai rộng rãi nên ông bà Dạng đã cắp một mảnh rộng chừng 200 m², phía sau về bên trái ngôi nhà của ông bà. Có đất rồi, anh Trần Văn Út dựng tạm một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ, chỉ cỡ 30 m² ở tạm. Ngôi nhà ngay bên bờ ao, phía trước nhà là cái miếu nho nhỏ giống như cây hương trước nhà. Đó chỉ là ngôi miếu của gia đình do thế hệ trước dựng nên. Để hiểu rõ về ngôi miếu này, phải nắm được ngôi miếu ở phía bên kia cái ao nhà ông Dạng. Đó là ngôi miếu do các cụ nhà ông Dạng cùng một số người dân trong làng dựng nên, gọi là miếu thần linh. Ngôi miếu thần linh vốn thờ ba mẹ con người ăn mày. Hồi năm 1945, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê lúa. Năm đó, có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Dân làng cũng đói nên họ chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào nên cậu con của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn ngã ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên, chưa hái được quả sung nào thì cậu bé trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy liền nhảy xuống ao cứu em. Tuy nhiên, ao sâu nước cả, hai anh em dần dần chìm nghiễm xuống nước. Người mẹ dù đói lả không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai con chìm dưới dòng nước liền gắng sức nhảy xuống. Rốt cục cả ba mẹ con đã chết đuối dưới ao. Người dân trong xóm thương xót đã vớt ba mẹ con lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói, nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Gia đình ông Dạng vừa giữ vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu. Sau này, ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong xóm. Ngày rằm ngày lễ, người dân đều hương khói chú đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Ngôi miếu nằm giữa mảnh đất thì không thể xây dựng kiểu gì cho phù hợp, hài hòa. Tuy nhiên, ngôi miếu là nơi thờ cúng, chỗ dựa tâm linh của gia đình, xóm giềng, nên anh Út không đụng đến. Chỉ đến một ngày, khi sinh hai đứa con, khi ngôi nhà 30 m² đã chật chội, khi vợ chồng đã tiết kiệm đủ tiền để xây dựng ngôi nhà mái bằng khang trang hơn, thì ngôi miếu mới trở nên đáng quan tâm. Mảnh đất nhỏ nên không thể có sự lựa chọn nào khác. Anh Út buộc phải đào móng, dựng ngôi nhà ngay cạnh ngôi miếu và biến ngôi nhà nhỏ đang ở thành nhà bếp. Được sự đồng ý của gia đình, xóm làng, anh Út quyết định di dời ngôi miếu ra vị trí khác, ở trái ngôi nhà đang ở, sát bụi tre cạnh bờ ao. Nói là di dời, nhưng thực ra là phá ngôi miếu cũ, xây dựng ngôi miếu mới và dời sự thờ cúng ra đó. Hôm phá miếu, gia đình cũng thuê thầy cúng làm lễ cẩn thận, nhưng không hiểu cơ sự gì hay sự trùng hợp kỳ lạ nào đó mà sự việc xảy ra sau đó lại nghiêm trọng khủng khiếp như vậy. Súc vật liên tiếp lăn ra chết. Tiếp đó là những cái chết kinh dị không ngăn nổi xảy đến với 6 thành viên trong gia đình hiền lành chân chất này. Cái chết khủng khiếp diễn ra liên tục và bí ẩn với đại gia đình ông Trần Văn Dạng. Đầu tiên là cái chết của anh Trần Văn Viết, con trai ông Dạng. Tiếp theo là cái chết của ông Trần Văn Dạng, rồi bà Nguyễn Thị Đào, vợ ông Dạng, anh Trần Văn Út, con trai ông Dạng, cháu Trần Quốc Khánh, cháu nội ông Dạng, con anh Út, bà Phạm Thị Tâm, mẹ ông Dạng. Tất cả những cái chết này đều bí ẩn, không tìm ra nguyên nhân, khiến bức màn tâm linh vẫn bao trùm xóm nhỏ và con cháu ông Dạng.
cũng như dòng họ Trần suốt bao năm qua.